Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác cái dòng Omni của con Ken. Con này thì nó là dòng Ken K1000 các bác nhé. Ken K1000 với công suất được trang bị lên tới là 57W. Đấy. Các bác có thể ghép những cái dòng loa bass tầm 18 đổ xuống vô tư. Dòng này thì nó sử dụng mạch class A các bác nhá. Đấy, kiểu cảm giác như là một cái Omni to các bác, quánh rất là phê luôn. Có dài trở khang quánh từ 4 đến 16 ôm này. Đấy, dài từ 4 đến 16 ôm thoải mái để ghép rồi. Cờ bắp chuối các bác nhá, cờ bắp chuối này. Cờ loa đấy. Còn đây là các cổng AV này. Quang này, đây, có cả quang đầu vào các bác nhá. Đấy, cổng quang có cả quang luôn. Có cả cổng coaxial này. Coaxial này các bác kết nối với cả những dòng TV Xiaomi. Bác nào mà chuyên dùng TV Xiaomi thì dùng cái cổng này. Còn bác nào mà dùng tất cả các loại trừ Xiaomi ra thì tất cả đều dùng lại dây quang này. Đấy, chỉ có mỗi Xiaomi nó dùng cổng dây đầu AV thôi. Đó. Hình thức thì con này đẹp lắm các bạn. Mặt nhôm dày. Các bác nhìn cái mặt nhôm này, dày kinh khủng luôn. Thiết kế đẹp, volume rồi các cái chỉnh của nó rất là phê luôn. Con này giá thì các bác liên hệ trong qua số 81 nhá. Cứ liên hệ trực tiếp trong qua số 81. Đấy, nó khoảng hơn 6 triệu gì đó. Khoảng 6 triệu 6 hay 68 gì đó. Tại vì con này thì nó mới về nên giá bọn em chưa cập nhật được chính xác. Đây, những cái dòng cao cấp các bác nhìn này. Đấy, khi nguồn điện qua đây nó đều phải kẹp qua cái này nhá, để nó giảm nhiễu này. Đây này. Giảm nhiễu của dòng điện này. Xịn chưa các bác? Hàng cao cấp của nó làm toàn thân hết. Các bác có thể xem những con nào cao cấp thì nó sẽ đều có cái cục này. Đấy, nó làm giảm độ nhiễu của dòng điện. K1000 các bác nhá, K1000. Bộ này nó mà hoàn chỉnh của nó, nhớ đâu đấy nó khoảng gần 20 triệu rồi. Đấy. Nếu mà bộ hoàn chỉnh của nó. Nhưng mà ở đây em về có mỗi âm ly thôi. Đấy thì bác làm mà chốt theo lô em nhé. Sau đây em sẽ lên nhà các bác nghe thử nhá.
Dạ vâng nhá. Đấy thì vừa rồi thì em có test qua một đoạn chất âm để các bác nghe thử. Con này thì hàng của nó zin 100% cho các bác luôn, bởi vì những cái hàng giá trị cao này thì bên em đều nhập là có qua câu qua cái khâu kiểm duyệt hết rồi. Đấy, bắt buộc là phải zin 100%. Những cái hàng ví dụ là 1 triệu 2 triệu, ví dụ là có lỗi này lỗi lọ thì em cũng báo luôn, nhưng mà riêng cái dòng này thì em nói thẳng qua luôn là không hề có lỗi gì luôn. Đấy. Hàng điện tử thì cũng không thể nói trước được, nhưng mà tới 99% luôn là bên em đã kiểm tra rất là chắc chắn rồi. Những con như này, hàng rất là chuẩn, zin đét. Đấy, từ con ốc cho tới là mạch miếc, các thứ vỏ biếc, zin. Ngon lành cái nào cho các bác luôn. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nha.